Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý đại biểu cùng đặt tay lên chuông để chuẩn bị nhấn nút. 2007, Chính phủ đã có chủ trương cho nghiên cứu xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh vào thời điểm thích hợp. Tháng 3 năm 2012, khi phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh với các công cụ từ đơn giản đến phức tạp. Về dài hạn, thống nhất hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh có công cụ gốc là chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ. Và đúng 2 năm sau, đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 336 QĐ-TTG ngày 11 tháng 3 năm 2014. Trên cơ sở những định hướng chiến lược và đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu trữ Chứng khoán Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động theo hướng thận trọng và an toàn.